quý khán giả kênh Tôi Người Miền Tây. Hôm nay thì được bạn Phương mình dắt đi ăn phở nha quý vị. Thì cái chỗ này là phở cũng mặn mà. Dắt đi ăn phở thôi, phở chỗ sang chứ có máy lạnh được luôn, mọi rất là thoải mái. Dắt đi lại. Nên nó trả tiền lại nữa. Đó. Nó biết mình là hôm nay là đi là không có đem tiền theo, mà nó cứ kẹo vô cái kẹo đó hoài à. Tối tới giờ là nằm ngủ là năn nỉ nó không có cái gì tắm bóp, nó biểu là gán lo rồi tới sáng mà lo cơm nước, lo nhà trọ rồi nó đủ chỗ ở rồi. Không mà đi chung hai anh em đi cũng rất là vui nha quý vị. Mình mày vui à, tao không vui à. Có cụ hòa không vui hả? Tái. Tái rồi. Tái rồi mình tính rồi. Đã từ qua không vui hả? Rồi em quay phim sau nha. Bây giờ kêu một lát lên ngủ á. Bây giờ mấy đôi đũa, mấy cái muỗng mình đã lau sạch hết cho nó luôn đó nha quý vị. Xạo. Xạo. Nãy giờ, lau nãy giờ ngồi lau đó bụng thấy không? Đây, đủ quen. Đủ hết luôn nha. Nhà vợ, cái nhà vợ nó dạy xạo đủ quen. Không giải hả? À, không giải. Giải đi với anh Cương là phải để anh Cương trả tiền nha. Mình còn có đồ khổ lắm, anh Cương phải lo hết mới được. Trước khi đi giờ mình nhắn ngữ vậy đó. Đây là quán phở Sài Gòn. Mình trên đường gì mình không biết. Đang chạy trên đường thấy để quán phở Sài Gòn rất là ngon. Mình mới mang tắt vô. Ăn xong rồi Cương vừa. Hôm nay thì Cương vừa với bạn Thái sẽ đi vòng vòng ở Vĩnh Long. Hôm nay thì chương trình của Mẹ Mơ có quay hai hoàn cảnh thì con vừa cũng sẽ tới tìm hiểu hai hoàn cảnh đó để con vừa coi con vừa giúp được gì cũng được giúp kiếm hai bạn mình dẫn mình đi quý vị, cũng gắng học hỏi bạn những cái trường hợp khó khăn đó mình, cái trường hợp nào mình nên giúp hay là những cái trường hợp nào không nên giúp thì bạn mình sẵn đó nó chỉ mình luôn, nhận mình biết để sau này mình làm mình tốt hơn trong cái công việc từ thiện của mình đó quý vị. Thì cũng thì hôm nay thì đi đến đây thì cũng sáng cũng đói, bạn ngủ đi ăn nhưng mà nó cho mình lựa ăn phở hay là ăn hủ tiếu, nhưng mà bạn mình dắt đi mà phải lựa chỗ nào ngon có sang rồi mình mới đi vô nha quý vị. À vô. Rồi. Kênh của Thái thì cũng ít người khán giả, ít khán giả xem, nhưng mà được một cái là bà con cô bác mấy cái clip mà bà con cô bác làm thiện nguyện á, tôi vừa thấy là bà con cô bác cũng giúp đỡ rất là nhiều, cũng gửi tiền cho Thái để Thái giúp đỡ, thì cái lý do đó mà sẽ giúp cho Thái để có cái động lực để làm. Chưa thôi rồi nếu mà làm mấy cái clip mà vui vui mà có ngàn lượt xem này chắc không có ý nghĩa gì cuộc đời này, nên chắc không có làm được. Mà cái đó thí dụ có ngàn lượt xem, nhưng mà quan trọng là trong một ngàn lượt xem đó thì có rất nhiều bà con cô bác họ gửi tiền về để họ giúp những hoàn cảnh đó đỡ khổ lắm, đỡ được một dùng nữa các bạn, đỡ được một dùng. Mình thấy cũng ý nghĩa rồi quý vị, cho nên bất cứ nhà nào mình cũng phải cố gắng mình làm, dù với số người xem không nhiều nhưng mà cái bà con của mình đó quý vị mà được người ta giúp đỡ như vậy thì mình phải cố gắng. Dữ vậy? Bây giờ mình làm đi có nghĩa là mình không được cái này mình cũng được cái kia. Vì nhiều khi mình giúp người ta là không giúp được lại mình, nhưng mà cũng có người khác sẽ giúp lại mình. Nhiều khi cuộc sống nó cũng sẽ có những lúc khó khăn. Mời quý vị nha, mời quý vị nha các bạn, thử thức, thử thử rồi sao? Ở Sài Gòn, ở Vĩnh Long, ở Sài Gòn, mới lạnh chứ. Ngon quý vị, đúng là ăn chỗ này là phải đúng là chỗ lựa này, chắc tầm giá cũng hơi căng mà nghe quý vị. Mình tự ăn được con phở chỗ này chắc gia đình mình ăn được ngày á. Năm chục ngàn tô,
không 40.000 thỏ bò, 40.000 45.000 cái gì vậy? Mấy bạn chắc chủ không phải là mấy bạn thôi. Vô tình mà gặp một món phở vậy là tốt phá rồi, ngon rồi. Tại ở dưới lòng một con vườn cũng không rành lắm, con cũng không biết chỗ nào ăn cho nó ngon. Trời, con chán chổi. Mình cũng đây là lần đầu tiên mình cũng đi xuống Vĩnh Long này nha quý vị. Trên đó bây giờ không có biết là Vĩnh Long là ở đâu luôn. Sao? Biết Vĩnh Long là mày. Đẹp. Đó thì ra Vĩnh Long ngoại gì? Ngủ ghé thôi. Đi phớt ngàn mà đi cánh đường kia không à? Đi Vĩnh Long chứ. Chứ chưa có đi vô trong đây. Thì cái mình làm cái nghề YouTube này đúng không vậy, thì mình cũng được đi tới đi lui, học hỏi được cái này cái kia, nhìn thấy người ta làm cái gì cũng êm lắm quý vị. Là cái gì cũng êm lắm rồi. Là chẳng hạn như là mình nhìn thấy cái này mình học hỏi ở cái xứ mình không có, ở đây người ta có người ta làm được, mình có thể là mình về xứ mình phổ biến cho bà con cô bác có thể là làm được mấy cái chuyện đó, nó có thu nhập cao cho bà con mình cũng được. Chẳng hạn như mình đi xuống đây thì trái cây đồ ở trên mình á thì nó không có gì, xuống đây nó nhìn trái cây thì giá nó rẻ, ở trên mình thì trái cây nó mắc. Có thể là kêu bà con á là xuống dưới này mình sẽ lấy trái cây đem về trên mình bán, nó sẽ cũng có thu nhập cho bà con của mình. Hả? Thằng rồi chưa xong. Hả? Thằng rồi chưa xong, làm cũng không có cắt bạc nào. Cũng nghe cũng có tiền. Nhưng mà người ta có tiền. Tao không có tiền, nhưng mà có mạnh thường quân người ta giúp cho những người khổ đó, người ta có cái cách người ta kiếm sống. Chứ không lẽ bây giờ như mày nói vậy đó, đưa tiền cho người ta thì người ta ăn hết rồi thôi chứ làm gì vậy? Thấy không? Mình cũng phải tạo điều kiện cho người ta làm. Tôi thấy ở dưới giờ Vĩnh Long cái cây nó rẻ quá vậy, sao trên mình nó mắc quá mắc. Chị lấy xe xuống đây chị chở đem về đến. Rẻ quá rẻ là do người ta xịt thuốc nó đi rẻ. Đó. Tại vì đâu, tại cái giá nó mềm hơn, cái gần giường cái giá nó mềm hơn. Tại do nó đi rẻ lỡ đó. Nhãn ở trên mình nông sản thịt ngàn một ký, ở dưới đây nó có mười mấy 20 ngàn nào, cái gì chở là 1, 3, 4 luôn, cho thúi luôn cũng có lời đó. Phải không? Nó gì cũng không ngon, nó dễ. Cũng không phải dễ hả? Tại mình thấy có cái đường như vậy đó. Thấy vậy của anh buôn bán thì phải biết tâm lợi tôi nhìn nha, thở nhiều quá, thở quá, ăn tỏi à, đỡ ngon, ăn tỏi à, tỏi cho nó cũng không đắt thôi, đúng không? Đúng không? Tỏi ở đây chua, tỏi cũng ngon đấy, phải chứ? Ở bên ngoài cái dĩa giá ở bàn số rồi. Đi đợt này thì con vừa cũng bu á, nhưng mà con vừa nói bạn Thái sắp xếp thời gian để đi theo con vừa, để con vừa hướng dẫn làm. Chứ bạn Thái là tại bạn chưa có được học biên tập đạo diễn rồi nên không cũng làm nội dung thì cũng chưa có linh động lắm, nên được cách thể hiện nữa, cách nói chuyện nữa cũng dễ vậy, khán giả có thương mình nhưng mà đâu có coi mình hoài đâu, phải có những đề tài nội dung hấp dẫn, cách quay cách nói chuyện. Nào tới bây giờ thì có biết gì cái vụ này đâu, sửa xe không à, từ lúc mà đi học ra rồi đi làm công nhân rồi đi học sửa xe chứ có biết là quay phim hay là gì đâu, thì lúc đầu là không biết gì, quý vị cũng nhờ bạn dẫn dắt đầu xuống đỉnh. Thì mình nói thật luôn, nếu như mà không có con vừa thì mình chắc có lẽ là không có duy trì được đến bây giờ đâu.
mà nếu như mà mình không đi qua mà mình làm từ thiện thì chắc mình cũng bỏ cuộc lâu lắm rồi. Nhưng là mình đi làm từ thiện được là nhờ như là quý mạnh thường quân nó sẽ gửi tiền về tới ủng hộ, thì cái bắt đầu mình có cái động lực đó để mình làm. Mình làm hoài vậy luôn. Bây giờ là mình, nếu như là mình nghĩ là không được, mình nghĩ thì khu vực của mình á bà con khổ rồi thì cũng không có người giúp đỡ đâu, cho nên là bây giờ giá nào mình cũng phải cố gắng mình làm. Mà bạn mình nó cũng khuyên mình nên làm, là nếu như mà thu nhập không có thì để nó lo, thì cũng mừng nghe quý vị. Lo cho vợ mình à, thì cũng được đi, nó không lo cho mình mà lo cho vợ cho con mình cũng được. Con vợ là con con hai đứa luôn xin lỗi, con đâu có rồi. Lo thì lo hết luôn. Con bé là mày lo cho vợ tao rồi, vợ tao để khổ tao đói. Vậy đó. Ừ. Chỉ sợ vợ mày đói ốm xấu rồi. Vậy à? Tại sao mày đi đêm con? Để nói chung là nội dung khó lắm. Đó dễ nhiều bạn trẻ gặp Phương Dừa nói là em sẽ bỏ công việc chính, em sẽ đi làm YouTube. Các bạn Phương Dũng có khuyên nhiều lần rồi. Dạ nó không đơn giản. Nói chung là không được đâu nghe quý vị, đừng nên bỏ công việc chính. Mình làm YouTube mình giúp đỡ người vậy chứ ở nhà mình phải sửa xe. Đôi khi á mà mình sửa xe thì mình bỏ điện thoại đồ trung cấp xe, những người mà người ta nhờ giúp đỡ á mà mình nghe không được á thì quý vị cũng thông cảm nha, đừng có buồn. Nếu như mà gọi một lần không được á thì gọi hai ba lần thêm nha. Con trà uống nên uống gì đã. Em bay rồi đã. Trà đá đi. Quá trà đá. Mình cũng phải là làm cái phục vụ cho cái cuộc sống, nuôi vợ con đúng quý vị chứ. Cấp của mình thì quý vị cũng biết rồi, ngàn mấy người xem đâu có tiền, đâu có bạc gì đâu. Có buộc là phải sửa xe thêm. Án kiếm chừng 200-300 đô à. Cái nghề sửa xe là cái nghề chính nha quý vị. Chứ đừng có mà ham mà bỏ công việc của mình đi theo cái nghề này. À, mình giúp đỡ người được, mình giúp đỡ bà con được thì mình vui thì mình làm vậy đó. Tháng nào có con vừa xuống kéo thì án kiếm được cũng 30,000 đô. Trời tháng nào xuống thì cũng còn 200-300 đô. Mày đừng có nói vậy, tao vô nhà tao à. Tao giữ của chứ luôn đó. Đó. Nổ cho bố lên nha quý vị. Chưa làm cái này giống như là vô trong họ vậy đó. Thì trước mình cũng chút mình làm này làm kia mình chưa có làm, mình chưa có hiểu được cái nỗi khổ của những người mà anh chị nghệ sĩ ca sĩ này, chứ mà họ làm dâu xăm họ nên họ phải nhận nhiều ý kiến, nhiều có những ý kiến thương thì rất là quý, còn có những ý kiến trái chiều thì cũng sẽ buồn. Đỡ mà đỡ cái là mày ít người xem nó hơn chửi, ít người xem, ít người chửi cũng khó nhưng mà ít thôi nha, cũng khó như ít mấy chửi là tao á. Ừ. Nhiều người mà nói những câu mình nghe mình buồn lắm đó quý vị, còn mấy nói sao nói nhà gia đình mày á, mày chưa lo được thôi mà mày đi lo cho người ta thì tỉnh sự ra mình lấy tiền của người ta mình lo cho người ta chứ tiền đâu mà mình lo cho người ta, phải không? Người nói lắm á. Đúng rồi, nhiều khi lo gia đình mình lo cho đường, lo cho ta, nhưng mà cũng phải mình lo cho người ta, nhưng mà dành một xíu thời gian. Ừ. Thì mình cũng đang lo cho gia đình mình thôi, nhưng mà gia đình mình ở mức đó thôi. À. Còn mình tranh thủ một xíu thời gian, nếu mà mình bỏ được một xíu thời gian mà đi giúp được những người ta thì rất là quý. Nên thì cái chuyện đó nên làm, mình chỉ bỏ công thôi. Còn như làm thuốc nam mấy nhiều cô chú á, thấy không, bỏ sức biết bao nhiêu không, cài cuốc rồi làm này làm kia, thức đêm thức hôm làm từng ra từ dưới thuốc nam ra, còn tận cấp mấy lần mình á, mình bỏ công mà mình đi được chị rồi quá quý rồi, rồi quá bẻ luôn so với mấy người đó. Thôi sao hả, không có gì hết, không nói gì hết. Ừ.
mình giờ sẽ đi xuống Nam Thích, Nam Thích Vĩnh Long. Các bạn đang nghe mình ở dưới. Hôm nay thì mình đi theo con dừa luôn nha quý vị, đi theo con dừa là 4 ngày luôn, theo hoài chừng nào con dừa về tránh thì mình mới về nhà mình. Thì cũng rất là giống như đi theo 1 ngày luôn, ở theo 1 ngày. Nếu không các bạn cũng theo dõi ủng hộ mình nha quý vị, cho có sập đồ đặng có thể là kiếm sống được. Chứ bây giờ là phụ thuộc vào sửa xe mà bỏ đi hoài cũng mất mối lắm quý vị. Thì video của mình cũng đến đây cũng xin được phép kết thúc nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong video tiếp theo.